Với mong muốn phát triển nông sản theo hướng bền vững, đi đôi với bảo vệ môi trường, anh Lê Đình Trúc, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Hữu cơ Trúc Phượng ở xã Yên Thọ, huyện Như Thanh đã định hướng con đường sản xuất nấm an toàn, chú trọng đầu tư theo hướng công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nấm, anh đã kết nối với kỹ sư nông nghiệp để nhờ tư vấn, hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, Hợp tác xã Nông sản Hữu cơ Trúc Phượng đã đầu tư xây dựng một nhà màng chuyên trồng nấm rộng 5.000 m², cải tiến máy móc để thực hiện mô hình trồng nấm an toàn theo hướng công nghệ cao với các loại nấm như linh chi, mộc nhĩ, nấm bào ngư xám. Nhờ đó, sản phẩm nấm được đưa ra thị trường đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn, mẫu mã đẹp, bao bì đóng gói có dán tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng, được người tiêu dùng đón nhận. Mỗi năm, Hợp tác xã Trúc Phượng xuất ra thị trường khoảng 40 đến 50 tấn nấm các loại. Nhờ đó, hàng năm, doanh thu của Hợp tác xã đạt trên 2 tỷ đồng. Để nâng cao cái chất lượng sản phẩm, thì Hợp tác xã chúng tôi đã đầu tư vào cái hệ thống dây chuyền tự động từ cái khâu phối trộn nguyên liệu, tự động hóa cho cái quá trình sản xuất đến cái khu trồng, áp dụng theo cái công nghệ cao, trồng theo hữu cơ, tạo ra những sản phẩm tốt nhất để đưa ra thị trường. Đi đầu trong chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ nông nghiệp Thiên Trường 36 đã đầu tư hệ thống nhà lưới, nhà màng để trồng dưa kim hoàng hậu. Toàn bộ diện tích được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt và nguồn phân sử dụng là phân bón hữu cơ. Trong suốt quá trình sản xuất, công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình từ việc không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng phân bón hóa học, khắc phục được tính mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, đáp ứng nhu cầu thị trường về chất lượng nông sản. Năm 2020, đạt chuẩn OCOP 3 sao và được ký kết hợp đồng tiêu thụ ở các cửa hàng, siêu thị lớn trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là điều kiện quan trọng trong xây dựng thương hiệu nông sản để bảo hộ quyền lợi người sản xuất và tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Khi mà đưa khoa học công nghệ vào thì nó giảm chi phí rất là nhiều nhân công, và hai là nó ngăn ngừa được côn trùng sâu bệnh, là vì chúng tôi sản xuất trong nhà màng. Thế cho nên là cái độ an toàn của sản phẩm rất là tốt, cộng với lại là cái giá trị sản lượng của nó cũng nâng lên cao, vì nó không phải đối với sâu bệnh thì mình hạn chế gần như là sản xuất chủ động. Là địa phương có thế mạnh phát triển nông nghiệp, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc đã vận động khuyến khích người dân ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra các loại nông sản chất lượng cao. Theo đó, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Phú Lộc đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng lắp đặt hệ thống gần 3.000 m² nhà màng, gian trồng, quạt gió để sản xuất rau thủy canh và các loại dưa. Hệ thống tưới nước, phân bón hữu cơ tự động kết nối qua phần mềm được cài đặt trên điện thoại đã đảm bảo việc cung cấp đủ nước cho cây trồng, hạn chế được chi phí thuê nhân công, cây trồng rút ngắn thời gian sinh trưởng, nâng cao năng suất, mẫu mã và chất lượng sản phẩm nông sản. Hiện nay, toàn bộ khu nhà màng trồng rau thủy canh của Hợp tác xã Phú Lộc được canh tác đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt từ khâu làm đất, bón phân, nước tưới. Để đảm bảo chất lượng, Hợp tác xã tuân thủ quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất độc hại trong sản xuất, mà chỉ sử dụng các chế phẩm hữu cơ vi sinh để tạo ra nguồn thực phẩm sạch, an toàn, cung ứng ra thị trường. Để tạo điều kiện vận động cho nhân dân, để cho hợp tác xã có cái nhà màn, nhà lưới để thực hiện trồng cái cây thực hiện công nghệ cao. Thế thì từ chỗ đó thì nhân dân rất phấn khởi, bởi vì thu nhập là rất đều. Trên đời sống kinh tế hiện nay ở trong thôn Thuận Nhất chúng tôi là phải nói là được công nhận là thôn là kiểu mẫu năm 2020. Thấy rằng là cái hiệu quả rất là cao. Và đến bây giờ là bình quân sản lượng và đồng thời trên diện tích hectare canh tác thì xã Phú Lộc chúng tôi cũng đã đạt được trên 50 triệu trên một hectare canh tác. Như vậy là chúng tôi thấy rằng là cái công nghệ cao này nó rất chi là có hiệu quả. Nhằm phát triển diện tích sản xuất trong nhà màng nhà lưới, huyện Nông Cống đang thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thu hút người dân, doanh nghiệp phát triển nông nghiệp trong nhà màng nhà lưới theo hướng công nghệ cao, thực hiện tích tụ tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ hạ tầng, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng nhà lưới, mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản. Chính vì vậy, huyện Nông Cống đã có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân
đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà màng, nhà lưới, sản xuất rau củ quả cho hiệu quả kinh tế tăng lên 20% và thu nhập của nhiều mô hình cao gấp từ 5 đến 6 lần so với sản xuất truyền thống. Đến nay, huyện đã tích tụ được trên 1.400 ha diện tích để xây dựng các mô hình nông nghiệp sản xuất theo hướng công nghệ cao, quy mô lớn, cho giá trị thu nhập từ 150 đến 300 triệu đồng một hecta một năm trở lên. Điển hình như mô hình sản xuất rau củ quả ứng dụng công nghệ cao tại các xã Hoàng Giang, Tế Lợi, Trường Sơn, Thăng Long, Vạn Hòa, thị trấn Nông Cống. Bên cạnh đó, việc trồng trong nhà màng, nhà lưới đã khẳng định được nhiều ưu điểm như giảm chi phí lao động, dễ dàng trong cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, hạn chế tối đa sâu bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm. Áp dụng công nghệ cao này thì cái năng suất nó tăng lên và những cây nó nhìn nó đẹp hơn, mẫu mã đẹp hơn, quả mẫu mã đẹp hơn, và đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay. Tính đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được trên 200 hectare nhà màng, nhà lưới sản xuất theo công nghệ cao. Việc áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp mang lại lợi nhuận cao so với sản xuất theo phương thức truyền thống. Vì vậy, các địa phương tiếp tục mở rộng các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn chất lượng cao và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, đẩy mạnh cơ giới hóa và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển cây trồng theo hướng tiêu chuẩn Việt Gáp, an toàn sinh học, giảm tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu, chống ô nhiễm môi trường sinh thái.